Chương trình 24 giờ chuyển động. Tranh cãi quanh phát ngôn của chủ tịch FPT Telecom, bằng đại học không quan trọng, nhiều quản lý giám đốc cũng chỉ có trình độ cao đẳng, đúng hay sai? Chị gái dùng cả thanh xuân để làm đôi chân cho em trai kém may mắn thanh niên đóng khố, giật lộn trong bùn để tranh quả cầu nặng 20 kg tại lễ hội 4 năm mới có một lần. Trong diễn biến mới nhất của vụ việc luận án tiến sĩ Cầu lông, vụ trưởng vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, với những luận án tiến sĩ có phản ánh và có ý kiến của dư luận, Bộ sẽ tiến hành thẩm định theo đúng quy chế hiện hành. Kính thưa quý vị, đó là một quyết định đúng đắn vì không chỉ làm thỏa mãn dư luận mà còn vì nền khoa học của nước nhà. Quá có chuyện tiến sĩ cầu lông mới thấy là luận án tiến sĩ mà cứ như trò hề và mọi chuyện rầm ban lên chỉ khi mạng xã hội và dư luận báo chí lên tiếng. Vâng, nếu không thì mọi việc cứ thế êm xuôi và hàng năm các cơ sở đào tạo được ví như các lò ấp sẽ tiếp tục cho ra lò những tiến sĩ với những đề tài rất chi là tào lao, lãng xẹt kiểu luận án tiến sĩ cầu lông khiến cả núi tiên của công sức trôi sông chẳng thu được chút lợi ích nào cho xã hội. Vậy thì tại sao lại để lọt những đề tài tiến sĩ khó tin như vậy? Đó là câu hỏi mà chúng tôi chưa có được câu trả lời xác đáng. Và cũng chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay có sự hiện diện của một vị khách mời đặc biệt. Anh sẽ giúp chúng ta để làm sáng tỏ hơn về vấn đề này cũng như tìm lời giải đáp cho câu hỏi trên. Và thưa quý vị, song song đó còn có các thông tin nóng, những câu chuyện ý nghĩa và thú vị cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Chúng tôi là Phương Thảo và Việt Anh. Xin chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị đã đến với chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chuyên mục tin nóng Thưa thính giả, tấm poster phim Transporter Người dẫn chuyển, một bộ phim nổi tiếng của Hollywood, kể về nhân vật Frank Martin, một người dẫn chuyển tài ba, anh có thể vận chuyển mọi loại hàng hóa. Phương Thảo chắc cũng từng biết đến phim này rồi hả? Không chỉ có ở trong phim thôi đâu nha Việt Anh, mà ngay tại Việt Nam cũng có rất nhiều phiên bản người vận chuyển trong đời thực luôn khiến cộng đồng mạng trầm trồ kinh ngạc. Phiên bản người vận chuyển này xuất hiện tại một kho hàng xe máy điện và đang thu hút dân cư mạng. Theo đoạn clip, một nam thanh niên cùng lúc dắt hai chiếc xe máy điện từ tầng trên xuống tầng dưới một cách rất thuần thục thậm chí khi hai chiếc xe lao nhanh xuống dốc theo quán tính, thì anh chàng vẫn kịp nhảy phát lên một xe, tay và chân bên phải đặt lên chiếc xe còn lại để chỉnh hướng, cuối cùng cả người và hai chiếc xe lao bon bon vào đúng vị trí sắp xếp trong kho bãi. Hành động dắt hai xe trơn tru của nam thanh niên đã khiến cho cư dân mạng ngã mũ thán phục. Wow, nghe việc anh kể mà Phương Thảo không thể tin được, cứ như đang xem xiếc vậy. Đường thì dốc. Lại có nhiều khúc cua, thế nhưng anh chàng này vẫn vận chuyển xe một cách trơn tru và đưa xe vào đúng vị trí. Không phải ai cũng có thể làm được điều này đâu nha. Nhiều người thì cứ nghĩ rằng anh chàng cũng đã làm ngã đổ, dưới đền không biết bao nhiêu chiếc xe rồi. Nhưng giới xuân nghĩa điều đó không quan trọng bằng việc người ta dám trả giá để được như vậy. Giờ giờ năng suất người ta gấp đôi người khác, ngày nào cũng đều có trạng nguyên. Cứ dùng sức lao động chân chính như vậy thì chắc chắn ai cũng yêu quý đúng không thủ quý và đúng là như vậy. Tiếp theo cũng là một phiên bản người vận chuyển khác thưa quý vị. Gần chục bao đá viên được xếp chồng lên chiếc xe máy để người đàn ông chuẩn bị chở đi. Khác với tình huống vừa rồi, thay vì được mọi người trầm trồ thán phục, thì phiên bản người vận chuyển này lại khiến mọi người quan ngại. Cụ thể là đoạn clip vận chuyển hàng cầm kênh đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo clip có một chiếc xe máy dừng ở giữa đường. Phía sau là những bao ni lông đựng đá viên được xếp chồng lên nhau thành một cột thẳng đứng. Sau khi xếp được tới chính bao đá viên, tài xế lên xe, rút thanh chống chân xe và bắt đầu hành trình đi giao đá cho các cửa hàng. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt bình luận, bày tỏ cảm xúc và chia sẻ của cư dân mạng. Nhiều người trăm trồ về kỹ năng của người vận chuyển, nhưng cũng không quên bày tỏ sự lo lắng về tính an toàn khi tham gia giao thông. Không qua ngại sao được với tình huống chở hàng quá nguy hiểm như thế này, Lỡ như đang chạy mà sập phải ổ gà hay là thắng gấp thì không những bị những bao đá đè vào người mà đá đổ ra đường còn nguy hiểm cho những người cùng lưu thông trên đường nữa. Dẫu biết là cũng vì mưu sinh nên tài xế này mới bất chấp nguy hiểm như vậy. Thế nhưng họ hoàn toàn có thể chọn cách chở hàng an toàn hơn, ràng buộc cẩn thận. Chỉ bất chấp chở hàng như vậy thì quá xem thường tính mạng người khác. Làm ăn chỉ biết mình còn người khác không quan tâm. Công an nên phạt thật nặng và tịch thu luôn xe vì cách chở quá cầu thả chuyên mục tin nóng. Và chúng ta sẽ kết thúc những câu chuyện về người vận chuyển ở đây để đến với một vấn đề đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Tranh cãi đó bắt nguồn từ phát ngôn của ông Hoàng Nam Tiến, chủ tịch tập đoàn FPT Telecom. Cụ thể, khi trao đổi với một ứng viên có bằng cao đẳng, ông Hoàng Nam Tiến cho biết, nơi ông đang làm việc có 29% cán bộ, chuyên gia, quản lý, giám đốc có trình độ cao đẳng. Như vậy, bằng cấp không quan trọng quan trọng là năng lực của bạn và khả năng tự học đến đâu. Ông Tiến đã thẳng thắn chia sẻ về giá trị của tấm bằng đại học hiện nay trong một chương trình về kinh doanh. Những chia sẻ của chủ tịch tập đoàn FPT Telecom đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của netizen. Trước quan điểm công tiến, nhiều ý kiến trái chiều đã nhanh chóng bùng nổ, chia ra hai phe tranh cãi. Công ty cần tìm người kiếm lợi nhuận cho họ, chứ không cần một bình hoa bước ra từ các trường tốt đầu để rồi chỉ dán tấm bằng lên tường. Có những người đi làm văn phòng mà sau 5 năm lương vẫn 12 triệu đồng một tháng thì cũng nên xem xét lại các bạn bước ra từ những trường cao đẳng. Ở góc độ khác thì cho rằng, mình có người bạn chỉ học cao đẳng ngành công nghệ thông tin, giờ anh ta đã làm chủ doanh nghiệp, trước đó còn từ chối lời mời ở lại công ty với mức lương hơn trăm triệu để tự mình làm startup. Vậy nên, điều khác biệt là nên thành công là tư duy, chứ không phải bằng đại học theo đó, có quan điểm cho rằng, chuyện đương nhiên nhưng cũng có một điều quan trọng là bạn cần có tư duy, y tốt thì mới mong trụ lại ở thị trường lao động luôn biến động từng ngày. Biết bao cử nhân, giáo sư này nọ, ra trường vẫn thất nghiệp đầy ra mà giờ các bạn vẫn ảo tưởng quá nhiều về tấm bằng đại học mình có hay sao. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng, sở hữu tấm bằng đại học vẫn là con đường ngắn nhất để đạt tới thành công. Và tấm bằng đại học còn trở nên quan trọng hơn khi các nhà tuyển dụng ngày càng đòi hỏi yêu cầu cao về bằng cấp. Nói thật, bây giờ cầm tấm bằng đại học loại khá đi xin việc đã khó qua dòng duyệt CV, nói chi đến bằng cao đẳng. Đến câu chuyện xin thực tập để chứng minh bản thân còn không có, thì bạn lấy đâu ra cơ hội để trao dồi kinh nghiệm, nói gì đến thăng chức và có lương cao. Quan điểm này có phần phiến diện quá. Nếu có 10 người làm quản lý giám đốc thì chắc cùng lắm có 1 đến 2 người học cao đẳng. Nói ngay luôn ở trong câu chuyện của Sếp tiếng. ông chỉ nói 29% giám đốc học cao đẳng nhưng đâu nói 71% còn lại học bằng gì. Học lên đại học không phải là con đường duy nhất, nhưng nó lại là con đường quan trọng nhất. Ai học đại học cũng biết đó không chỉ là nơi cho mình kiến thức, còn dạy mình khôn ra. Tuy nhiên, không ai phủ nhận môi trường này năng động, giúp chúng ta có thêm bạn bè, nhiều mối quan hệ cần thiết cho công việc sau này. Thưa quý thính giả, đây là vấn đề không mới, nhưng quả thật nó luôn được mọi người quan tâm. Tuy nhiên, bản chất của việc học đại học không phải là một tấm bằng. Môi trường đại học dạy cho bạn kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc. Còn bằng cấp chỉ là sự đánh giá kết quả của quá trình học tập mà thôi. Bởi vậy, học đại học không phải cứ chăm chỉ là đủ, mà bạn cần phải rèn luyện nhiều kỹ năng mềm khác. Mà nói gì thì nói, chứ nếu muốn có bằng thạc sĩ hay cao hơn là tiến sĩ thì chắc chắn phải có bằng đại học cả đã. Theo thông tư số 18 ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kèm theo quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ thì quy định đầu tiên đó chính là đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp rõ ràng là phải có bằng đại học mà phải là hạng giỏi trở lên. Vâng, tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên thì mới đủ điều kiện để trở thành tiến sĩ. Thế thì trở lại với câu chuyện chúng ta đã đề cập ở đầu chương trình. Vì sao lại có những đề tài tiến sĩ tào lao, lãng xẹt, kiểu luận án cầu lông, tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên cơ mà? Phương Thảo thật sự không hiểu. Vì anh thật sự cũng không hiểu. Vậy thì chúng ta hãy dành diễn đàn thảo luận này cho một vị khách mời đặc biệt của chương trình trong chuyên mục Nóng trên mặt báo ngay sau đây. Chuyên mục Nóng trên mặt báo. Ngay bây giờ mời quý thính giả đến với cuộc trò chuyện với vị khách mời đặc biệt, đó chính là Thạc sĩ Nguyễn Trần Trung Hải, chuyên gia xã hội học. Xin kính chào Thạc sĩ Trung Hải, xin chân thành cảm ơn anh đã nhận lời tham gia buổi trò đổi này trong chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Thưa anh, những ngày gần đây thì câu chuyện đào tạo tiến sĩ lại xôn xao về luận án tiến sĩ có tên là Nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức thành phố Sơn La nhiều người đã chê và cười lớn vì đọc cái tiêu đề của luận án. Họ nói đọc lên nghe rất là buồn cười. Anh có thấy như vậy không ạ? À? Nó buồn cười là ở chỗ cái phạm vi của nó hẹp quá. Và chúng ta nghe tên nữa nó giống như là một cái bài báo, một cái bài tiểu luận hơn là một cái công trình nghiên cứu tiến sĩ, một cái luận án tiến sĩ. Thì dĩ nhiên cái tên đó và chúng ta thấy là khi mà báo chí vào cuộc thì bây giờ nó cũng có một cái chuyển biến tích cực là không phải là cái đề tài này không đâu mà là người ta đang xem xét lại những cái luận án nào mà nó cũng tương tự như vậy thì xem xét lại và uh, có thể lẽ là, là tôi nghĩ nó sẽ có một cái bước nữa là cái kiểm chứng nó lại để xem nó xứng đáng hay không Rồi với cái tầm nghiên cứu nghiên cứu sinh là như vậy. Thế vậy anh được biết thì ngoài luận án tiến sĩ về phát triển cầu lông thì còn nhiều luận án tiến sĩ khác về yoga, bóng rổ, cử tạ. Vì một vị tiến sĩ ở đại học quốc gia hà nội khi xem bản thống kê các luận án tiến sĩ này thì đã thốt lên rằng chuyện nghiên cứu khoa học thật mà như đùa vị tiến sĩ này đánh giá một số đề tài nghiên cứu trên quy mô hẹp chưa đủ tầm luận án tiến sĩ giống như báo cáo tham luận hoặc cùng lắm là luận văn thạc sĩ anh có nhận xét gì về đánh giá trên không ạ à, mình nói như thế này nè dĩ nhiên là những cái bạn mà bạn đã phấn đấu trong suốt quá trình bạn học à, đại học thì kết quả nó thông qua bởi vì các bạn phải học rất nhiều môn và cái kết quả nó phản ánh qua quá trình học tập cho nên các bạn tốt nghiệp loại xuất sắc hoặc là loại giỏi thì dĩ nhiên những bạn này khi mà bạn đã học giỏi về cái chuyên ngành của các bạn và các bạn nghiên cứu hướng chuyên sâu thì có thể tôi nói có thể thôi thì cái luận án của các bạn nó sẽ đi vào cái hướng chuyên sâu và nâng tầm tuy nhiên câu chuyện đặt ra là ở chất lượng đào tạo cũng như là cái người đó người ta thực học tới đâu hay là người ta đủ chuẩn đủ hết để mà người ta đạt được cái học hàm học vị đó hay không cho nên mà cái việc mà các đề tài tôi thấy là rõ ràng là giống như trả nợ quỷ thần làm cho xong cái luận án làm cho xong cái luận văn để đạt chuẩn để mà có thể qua được cái cái hội đồng là khi mà qua được hội đồng đâu ai còn hỏi chị ờ ủa chị làm đề tài nghiên cứu về cái gì vậy chị được bao nhiêu điểm vậy hội đồng đánh giá chị sao người ta chỉ biết à vị đó là thạc sĩ vị đó là tiến sĩ hết câu chuyện đến đây là hết người ta nhìn vào vẫn ngời ngời cái câu chuyện này là chúng ta cần phải đo lại nè đo lại có cái thước đo lại và nó chúng ta chuẩn hóa để không thể nào mà cứ mà ở nhìn vào một cơ quan đơn vị mà người nào cũng là thạc sĩ người nào là cũng là tiến sĩ tôi nói thật nha ví dụ như ở một cái đơn vị người ta chuyên về kinh tế người ta đết biết mình là tiến sĩ người ta cũng không quan tâm mình là thạc sĩ bây giờ ông làm được cái gì và ông làm được ra sao bây giờ chỉ cần ông lành nghề thôi là được rồi ông giỏi trong lĩnh vực đó là được rồi như vậy thì đào tạo thạc sĩ với tiến sĩ bây giờ có phải là câu chuyện nếu mà đào tạo ồ ạt vậy có phải là lãng phí hay không cũng theo vị anh được biết thì phải tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên thì mới đủ điều kiện để trở thành tiến sĩ. Thế thì, vì sao lại có những đề tài tiến sĩ tào lao, lãng xẹt kiểu luận án cầu lông như vậy? Xin thạc sĩ Nguyễn Trần Trung Hải cho biết ạ. Ờ, đường quan Lộ ở đây, có lẽ là bạn đang nói đến khu vực hành chính công. Khi mà chúng ta nói về khu vực nhà nước, chúng ta đừng có nhập nhằn giữa bài toán anh cứ có cái bằng là anh leo lên. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ở đây nó chỉ là một trong những điều kiện cộng thêm thôi. Nhiều người chắc vẫn còn mang cái ý tưởng là tôi thạc sĩ, tôi tiến sĩ tôi sẽ được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn. Không. Nó chỉ là điều kiện cộng thêm thôi. Điều kiện trước tiên hết thảy một là năng lực, hai là nhân phẩm. Còn những câu chuyện còn lại là giá trị cộng thêm. Bởi vì ngay cả mình khi mà mình đặt ra câu hỏi đó có nghĩa là mình đang lầm tưởng về nó khi có bằng thạc sĩ khi có bằng tiến sĩ anh sẽ được bố trí vị trí cao hơn không phải và đặc biệt trong cái nỗ lực trong cái khoảng thời gian ra nhà nước nỗ lực là thanh lọc Nhà nước đã loại bỏ rất nhiều, rất nhiều cán bộ biến chất rồi. Cho nên khi mà vào làm việc, cái bằng thạc sĩ, cái bằng tiến sĩ đó không giúp giết được gì cho anh đâu. Bây giờ chúng ta thay đổi tư duy từ từ đi rõ ràng những cán bộ thật sự có tâm, có tầm, có năng lực đi vào và khi đó những cái bằng cấp đó nó sẽ là giá trị cộng thêm với điều kiện nó là bằng cấp thực học thì người ta mới có thể thuận lợi trên con đường quan lộ. Còn anh toàn học giả mà bằng thật không là chết rồi, là đâu có được. Giờ cái bằng đó vô dụng, nó dụng giống như tờ giấy lộn thôi chứ không làm được gì cả anh tiến sĩ mà người ta hỏi về chuyên môn anh trả lời không được thì lúc đó lúc đó cái ông cử nhân mà ổng giỏi ổng cười cho vào mặt chứ đừng nói tiến sĩ hay thạc sĩ là như vậy vâng nhiều nhà khoa học cũng cho rằng dù rất đáng lo ngại nhưng đây là thực tế không là ở việt nam có người cho rằng bằng tiến sĩ như một tấm giấy thông hành để bước vào con đường quá lộ anh có đồng ý giải kiến này không ạ? Đôi khi họ chỉ vì một cái danh xưng mình gọi nó là hư danh đó có nghĩa là họ thích khi người ta kêu họ là thạc sĩ khi họ kêu là tiến sĩ thì bây giờ cái thước đo đó thì ai đo được tự bản thân chúng ta đo được tự bản thân chúng ta đo được vì với một cái xã hội mà nếu chúng ta cứ rất còn rất nhiều người ngoài kia người ta trọng danh lắm có nghĩa là người ta phải như thế này phải như thế kia cái thực trạng mà người ta vẫn ùm um ùm um, người ta đổ xô đi học thạc sĩ tiến sĩ thì nó cũng sẽ còn kéo dài nó vẫn là một tình trạng nhức nhối tuy nhiên khi mà cộng đồng, xã hội và truyền thông cũng như các cơ quan chủ quản vào cuộc thì tôi nghĩ là sắp tới đây chắc là cái chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ trong nước nó cũng sẽ có sự thay đổi để từng bước nâng cao hơn chất lượng về cả những cái học viên cũng như là cái công trình nghiên cứu đó để nó mang lại cái giá trị thực sự như chúng ta nói về mặt khoa học cũng như thực tiễn là như vậy. Với một lần nữa xin chân thành cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Trần Trung Hải, chuyên gia xã hội học đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay xin được cảm ơn buổi trao đổi thật thú vị và bổ ích vừa rồi phương thảo nghe và ghi nhận được khá nhiều thông tin thiết thực và theo phương thảo được biết là ở các nước phát triển những người học tiến sĩ là để làm công tác nghiên cứu công tác giảng dạy tại các trường đại học viện nghiên cứu họ nghiên cứu khoa học thực sự để phục vụ cho công việc còn ở việt nam như lời anh trung hải nói là một bộ phận không nhỏ học tiến sĩ để là đạt được mục đích thăng quan tiến chức để đủ điều kiện để làm lãnh đạo làm quản lý và những lo ấp tiến sĩ chính là nơi sinh sôi nảy nở tiến sĩ cho những người đang cố gắng chỉ vì hư danh mà không phải vì khoa học như thế. Vì vậy, thiết nghĩ cần có cuộc ra soát tổng thể, đại phẫu các cơ sở có chức năng đào tạo tiến sĩ để đưa công tác nghiên cứu khoa học nói chung và công tác đào tạo tiến sĩ nói riêng về thực chất. Và xin gửi đến những người chỉ vì hư danh, xin quý vị hãy biết hổ thẹn khi cầm bút viết trước tên mình hai chữ tiến sĩ. Thưa quý thính giả, đối với người giàu, có thể hạnh phúc của họ là được ăn ngon mặc đẹp, được đi du lịch hoặc là đi làm từ thiện. Còn đối với người nghèo, có khi hạnh phúc chỉ đơn giản là đủ ăn, đủ mặc, đủ sức khỏe để gánh vác gia đình. Nên mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau sẽ có niềm hạnh phúc khác nhau phải không nào? Chẳng hạn như chàng trai mà chúng tôi chia sẻ ngay sau đây, hạnh phúc của cậu chỉ gói gọn vào một người phụ nữ. Vừa là chị mà cũng vừa là đôi chân của cậu, và những lời chia sẻ của thanh niên khiếm khuyết cơ thể về người chị tuyệt vời của mình khiến ai nghe cũng xúc động. Mẫu gì thính giả cùng lắng nghe câu chuyện cảm xúc này ngay bây giờ. Theo lời chàng trai, năm 3 tuổi, anh gặp sự cố khi đi qua đường. Từ đó, anh mất hoàn toàn khả năng đi lại và cả quãng đời còn lại phải gắn liền với xe lăn. Mặc cảm về cơ thể, tâm lý bị tổn thương, suốt ngày anh chỉ muốn làm bạn với bốn bức tường những tưởng cuộc đời của mình sẽ trôi qua nhạt nhẽo như vậy thì chính chị gái là người đưa nam thanh niên ra khỏi sự bế tắc chị muốn em mình yêu đời tận hưởng cuộc sống và trở thành người có ích anh nói chị bắt mình ra khỏi nhà mặc dù đã nói không muốn làm cái đuôi của chị càng không muốn vì mình mà chị có thể bị khó xử với bạn bè cho đến một ngày chị nhất quyết nhấc mình lên xe yêu cầu ra khỏi nhà bằng được khi đó mình ngã từ trên xe xuống mình gào khóc tại sao chị cứ bắt em đi em không muốn đi em muốn ở nhà một mình tự nhiên bà ấy cũng khóc òa theo vừa khóc vừa nói chị không muốn mày vì đôi chân mà ru rú trong nhà trọ mình hét lớn ai cũng có một cuộc đời chị cứ sống cuộc đời của chị đi rồi nay mai em có thể ngưng thở cố gắng để làm gì nhưng chị gái không đồng ý cô cho rằng sức khỏe của em trai là của mình của bố mẹ và là của gia đình này chị muốn cả cuộc đời này được làm đôi chân cho em trai cậu nói tiếp trong nghẹn ngào đấy bà ấy phiền phức như thế đấy. Nhưng bà ấy đã hy sinh cả thanh xuân để làm đôi chân cho thằng em trai kém may mắn. Và bà ấy sẵn sàng giang đôi tay để che chở, bảo vệ mình đến cùng. Chị ơi, dù chị có phiền phức, dù em có kém may mắn, thì cuộc đời này có chị, em cũng đã tự tin để nói rằng mình rất hạnh phúc rồi. Thú vị, cuộc đời cậu tuy thiệt thôi, nhưng ông trời đã dành tặng cho cậu một người chị thật tuyệt vời. Còn đối với chị, chị chỉ có một cuộc đời và nó sẽ không ý nghĩa nếu như không có em trai tồn tại. Chúng ta chẳng thể nào biết được trong cuộc sống sẽ gặp những chuyện gì. Thế nhưng, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng sống. Hãy cố gắng nỗ lực, vì bên cạnh luôn có gia đình sẵn sàng gian tay che chở, bảo vệ bạn đến cùng. Tạm gác lại câu chuyện đầy cảm động vừa rồi. Ngay bây giờ, Phương Thảo và Việt Anh sẽ đưa quý vị đến với làng Vân, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để cùng trải nghiệm và hòa minh vào lễ hội vật cầu nước độc nhất vô nhị được tổ chức 4 năm một lần. Nhờ ngày 12 tháng 5 vừa qua, tại đền thờ Thánh Tam Giang, thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên, đại diện Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao chứng nhận lễ hội vật cầu nước làng dân là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội vật cầu nước làng Vân là nét tín ngưỡng thờ thần mặt trời của người dân làm nông nghiệp, có tính lịch sử, độc đáo, hài hước, vui vẻ, kịch tính và độc nhất vô nhị. Đây là lễ hội diễn ra 4 năm một lần, được tổ chức trên sân chính của đền thờ Thánh Tam Giang có diện tích khoảng 200 mét vuông. Mặt sân là bùn nhão, ở hai đầu sân có hai hố để đẩy cầu xuống. Mỗi lần đẩy được cầu xuống hố là kết thúc một hiệp. 16 thanh niên khỏe mạnh tham gia hội vật gọi là quân cầu được chia làm hai giáp mỗi giáp 8 người, gọi là giáp trên và giáp dưới. Các thanh niên trong làng được chọn tranh cầu trong hội vật cầu nước mỗi người uống 3 chén rượu, ăn dưa hấu và xuống sân đấu ra mắt dân làng. Sau đó, hai giáp cử những chàng trai khỏe nhất ra đấu vật giữa sân bùn. Nếu đô vật nào thắng, giáp đó sẽ được giao cầu. Đây giống như cách các đội trưởng chọn giao bóng ở môn bóng đá. Quả cầu gỗ có trọng lượng khoảng 20kg, tròn và to hơn quả bóng đá được cất kính trong đền và chỉ được lấy ra mỗi khi tổ chức hội thi cầu bùng. Mỗi ngày, các trận đấu sẽ diễn ra trong khoảng 2 tiếng. Trời mưa cộng với việc bùng nhão nên các thanh niên ôm quả cầu khó khăn hơn mọi khi. Mặc dù vậy, lễ hội vẫn diễn ra rất vui vẻ. Hàng trăm người dân đội mưa để theo dõi lễ hội này. Tài xế lái xe tông chết người ở Bình Thuận đối diện khung hình phạt nào? chuyên mục chuyện ngày mới mời quý vị cùng hòa trong không khí ấm áp của đại lễ Phật đản năm 2022. Chuyên mục cà phê không đường. Thú vị như 24 giờ truyền động đã thông tin, từ cuối tháng 4 bệnh sốt xuất huyết đã bùng phát mạnh và đến thời điểm này, sốt xuất huyết được nhận định là dịch bệnh rất đáng báo động. Theo ghi nhận của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc tác nhân virus sốt xuất huyết chuyển biến phức tạp, còn có sự chủ quan lơ là của không ít người dân và cộng đồng dân cư trong việc phòng chống dịch, đặc biệt là trong việc diệt lăng quăng, diệt mũi. Mới vào mùa mưa, trên địa bàn phường Tân Chánh Hiệp quận 12 đã xuất hiện nhiều điểm tù động, các điểm tập kết rác, phế liệu cũng như vật dụng sinh hoạt để ngoài trời chứa đầy nước mưa, lăng quăng, ổ phát sinh mũi. Chị Bùi Thiên Ngọc Dao, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Sợ chứ. Nhưng mà mình cũng kỹ hàng ngày thôi Giờ cuộc sống mưu sinh thì phải làm vậy thôi Chứ nói chung là nhìn thì thấy cũng dơ lắm luôn á Quận 12 hiện là một trong bốn quận huyện có số ca mắc sốt xuất huyết và số điểm nguy cơ cao nhất của thành phố Hồ Chí Minh, cùng với Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn. Đặc điểm chung của các địa phương này là khu vực gian đô, dân cư đông, nhiều xóm trọ, khu lao động nhập cư, công trình xây dựng, điều kiện nhà ở vệ sinh môi trường còn nhếch nhác, chưa đảm bảo quy định phòng chống dịch sốt xuất huyết. Tại quận Bình Tân qua đợt kiểm tra đầu tháng 5 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh có tới gần 1.400 điểm nguy cơ. Tính từ đầu năm đến ngày 12 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận gần 7.200 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 158 ca nặng, tăng trên 500% so với cùng kỳ và 6 ca tử vong. Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn yêu cầu tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết trong mùa mưa, trong đó đẩy mạnh công tác truyền thông giúp cho mọi người, mọi nhà thực hiện tốt và hiệu quả việc diệt lăng quăng, diệt mũi. Chị Nguyễn Thị Mai, nhân viên trạm y tế phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Người dân còn chủ quan, chưa có, có ý thức được cái cái những cái vật chứa nước. Nên là mình kiểm tra ở cái khu vực mấy cái khu vực điểm nguy cơ là vẫn có nhiều những cái vật chứa có lăng quang. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh nói. Tôi quyết là cái bệnh chưa có vắc phòng ngừa cũng như thuốc đặc nó khác covid nha covid vậy mà có vắc xin ngừa là có đặc trị là không có được. còn hệ thống ngừa không có đặc trị do đó cái hoạt động quan trọng nhất là hoạt động phòng của covid có nghĩa là diệt mũi và diệt lăng quăng Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh nhận định dịch sốt xuất huyết hiện rất đáng báo động. Ngành y tế đang giám sát chặt chẽ diễn biến của dịch. Các cơ sở y tế khẩn trương tập huấn và chuẩn bị ứng phó dịch. Tuy nhiên, cần nhất và thiết thực nhất vẫn là sự chủ động tự giác phòng dịch nên mỗi người dân, gia đình và các cộng đồng dân cư. Tiếp tục chương trình là thông tin nóng đáng chú ý. Thưa quý vị, vụ việc tài xế Mercedes cán chết người ở Bình thuận vào rạng sáng ngày 12 tháng 5 vừa qua cho đến lúc này vẫn khiến dư luận xôn xao bàn tán. Và tài xế tên là Phạm Văn Nam, 43 tuổi, quê ở tỉnh Ninh Bình đã đến công an tỉnh Bình thuận đầu thú, khai nhận vụ việc sau nhiều giờ rời khỏi hiện trường và thành phố Hồ Chí Minh. Diễn biến sự việc tài xế Nam điều khiển chiếc xe Mercedes truy đuổi những người dưới lòng đường, sau đó tông chết một người được camera ghi lại dư luận khi xem clip này đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi ngông cuồng này. vậy thì ở góc độ pháp lý, tài xế nam sẽ đối diện với tội danh hình phạt gì? để giải đáp cho câu hỏi này, thì ngay bây giờ Phương Thảo xin mời quý vị lắng nghe chia sẻ của luật sư Lê Trung Phát đến từ Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa luật sư, việc anh xin hỏi luật sư về vụ việc, việc tài xế cán chết người ở Bình Thuận, chắc là luật sư đã biết về vụ việc này rồi phải không ạ? À mình cũng uh, có nắm sơ qua cái sự dạ, thế luật sư, ở góc độ pháp lý thì tài xế này sẽ phải đối diện với tội danh gì? Theo cái quan điểm cá nhân của mình thì uh, người tài xế này có thể đối mặt với cái tội danh đó là tội giết người theo cái quy định tại cái điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Uh, hiện nay uh, thì đang có hai cái luồng quan điểm đó là người tài xế này có thể đối mặt với cái tội đó là tội giết người trong cái trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo cái điều 125. À thế nhưng theo quan điểm của tôi ấy, thì nó không à, đủ yếu tố cấu thành của điều 125 mà nó phải điều 123 bởi lẽ. Cái người tài xế này trước đó đã sử dụng rượu bia để thực hiện cái việc là à, tiếp tục lái xe mà gây ra cái sự việc như vậy. Cái thứ hai nữa là sau khi bị tấn công thì người tài xế đã có cái cơ hội là vào được trong xe và điều khiển chiếc xe của mình. Như vậy anh ta có đủ cái cơ sở để anh ta thoát khỏi cái hiện trạng, thoát khỏi cái sự tấn công của các cái người kia và anh ra có thế là rời khỏi hiện trường. thì cái hình ảnh của camera cũng cho thấy rằng là những cái lần mà quay xe trước ấy, thì có thể người tài xế này chỉ mang tính cách là dọa nạt những cái người tấn công mình thôi chứ không có ý định là là gây nên thương tích hoặc là gây nên ảnh hưởng đến tính mạng. nhưng riêng đối với cái hành động mà tông thẳng trực diện vào bị hại và dẫn đến bị hại đã tử vong thì chúng ta cho chúng, hình ảnh cho thấy rằng là người tài xế đã thẳng tay lái và mạnh chân ga, như vậy thì anh ta đã cố tình tông trực diện vào nạn nhân và dẫn đến nạn nhân đã tử vong sau đó. Thì như vậy nó đủ cái yếu tố để khởi tố cái tội giết người theo cái quy định tại cái điều 123 và trong cái tình huống này nó có thêm cái tình tiết đó là tình tiết cung đồ, có nghĩa là những vì những cái mâu thuẫn đơn giản, xích mích đơn giản mà người tài xế này đã có một cái hành động tước đi cái mạng sống của người khác. Vâng, xin chân thành cảm ơn luật sư Lê Trung Phát đã dành thời gian quý báu của mình để giải đáp về dự án này ạ. Thưa quý thính giả, xem lại clip và nội dung tài xế lái Mercedes khai tại cơ quan thì thấy chỉ vì va chạm giao thông mà những người trong cuộc không giữ được bình tĩnh dẫn đến hậu quả hết sức đáng tiếc là có người tử vong. Điều này cũng là bài học cho những người tham gia giao thông va chạm như thế nào thì cũng để cơ quan chức năng phân xử, không thể sử dụng bạo lực để giải quyết va chạm giao thông. Chuyên mục chuyện ngày mới. Thú vị vào ngày rằm tháng 4 hàng năm, những người con Phật lại cùng hướng về kỷ niệm tổ chức những hoạt động nhằm mừng ngày Phật đản sanh. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 năm nay trở về trong không khí hân hoang sau hơn 2 năm dịch Covid-19 hoàn hành. Nhờ đây, dịch Covid-19 đã được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường. Kinh tế xã hội đang trên đà hồi phục phát triển nhanh và bền vững. Đời sống văn hóa sinh hoạt tâm linh cũng mang lại sự phấn khởi, tươi vui cho tất cả mọi người. Chuyên mục chuyện ngày mới hôm nay, mời quý thính giả cùng hòa trong không khí ấm áp của Đại lễ Phật Đảng Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Nhân dịp Đại lễ Phật Đảng năm 2022, mới đây, đoàn lãnh đạo thành phố Tây Ninh do ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đến thăm chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và thành phố Tây Ninh. Mới đây, đoàn lãnh đạo thành phố Tây Ninh, ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và thành phố Tây Ninh. Tại đây, lãnh đạo thành phố ân cần hỏi thăm sức khỏe, đồng thời ghi nhận những đóng góp thiết thực của các chức sắc tín đồ Phật giáo trong công tác an sinh xã hội của địa phương. Mong muốn ban trị sự tiếp tục vận động tín đồ phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Dịp này, đoàn trao tặng phần quà của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, ban chỉ huy quân sự và công an thành phố cũng trao tặng phần quà chúc ban trị sự, tăng ni Phật tử và đồng bào tín đồ đón mùa lễ Phật đản an lành, hạnh phúc. Tại Thừa Thiên Huế những ngày này, cố đô Huế trở nên rộn ràng hơn với không khí đón mừng mùa Phật đản. Trên khắp các tuyến đường từ thành thị đến nông thôn, các cổng làng, cổng xóm, tư gia đều được trang hoàng cờ đèn, tạo thành một khung cảnh linh thiêng và không khí hân hoan của người dân xứ Huế đón chào mùa Phật đản. Nhiều Phật tử và du khách đến tham quan, dân hương lễ Phật, cầu mong sức khỏe, an lạc và hướng về những điều thiện lành. Bà Nguyễn Thị Kim Sương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ. Ở mong ước của mình là tội là thứ nhất là phải mạnh khỏe cho gia đình mình, thứ hai là chúng sinh an lạc và chiến tranh chấm dứt. Coi như mình là người Phật tử thì dứt khoát là phải tận điều dự làm điều làm và nếu uh, trong từng mực nào đó với khả năng của mình mình làm được những cái việc thiện nào như là là uh, vì như giúp đỡ người nghèo hay là giúp đỡ người cơ nhợ hay là uh, làm những cái việc gì mà mình thấy trong phạm vi khả năng của mình giúp được thì mình làm. Lễ hội Phật Đản năm nay gồm nhiều chương trình chính như lễ thắp sáng bảy đóa hoa sen trên sông Hương, triển lãm văn hóa Phật giáo, ẩm thực chay, diễu hành xe hoa, lễ mộc dục, rước Phật và đại lễ Phật đản. Ngoài các nghi thức tôn giáo tại các chùa và tự viện, lễ hội còn bao gồm các chương trình mang tính xã hội như hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thánh tử đạo, chương trình nghệ thuật, triển lãm ẩm thực chay, diễu hành xe hoa, hoạt động thiện nguyện. Hòa thượng Thích Đức Thanh, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: à, Nhà chùa thì có luật chung, phải vui chung dự dân đồng lạc mình lạc cho bất chế dự, dự dân đồng lạc khi lạc cho nên bao giờ cũng là, là Phật đàn vi lòng từ bi cho nên bao giờ cũng có tích ra một số ít để giúp đỡ cho người nghe luôn 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 có trải qua dặm gia lịch sử Phật giáo không chỉ trở thành nền tảng tinh thần của cư dân xứ Huế mà còn được xem là một trong những thành tố quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa Huế. Hòa thượng Thích Hải Ấn, Phó trưởng ban thường trực Ban Văn hóa Phật giáo Trung ương nói: Phật giáo Huế thì đó là cái văn hóa mà các cái lễ hội nhất là cái quan trọng nhất đó là lễ hội Phật đản. Cứ mỗi mùa Phật đản thì tất cả mọi người dân đều đã có những cái tâm tư nguyện vọng làm nổi bật trang hoàng những cái cảnh để cho Phật giáo cái cái mùa lễ hội nó trang hoàng trọng thể hơn. Vì vậy cho nên do đó mà cái cái nét Phật giáo Huế nó đã lan rộng vô các tỉnh miền Trung và tới miền Nam. Phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, truyền thống gắn bó đồng hành cùng dân tộc. Trong năm qua, các cấp giáo hội, cơ sở tự diện trong cả nước, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đã làm tốt công tác phụng sự nhân sinh, tốt đời, đẹp đạo, hưởng ứng lời kêu gọi chống dịch như chống giặc của đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam, giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã ủng hộ hàng ngàn tỷ đồng cho quỹ vaccine và quỹ phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ mua trang thiết bị, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm. Nhiều cơ sở thờ tự Phật giáo trở thành nơi điều trị, chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19, tiếp nhận tro cốt của những người qua đời vì dịch bệnh để thờ cúng cho đến khi thân nhân đến nhận. Qua đó góp phần làm an lòng những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, mất mát người thân trong dịch bệnh, góp phần ổn định tư tưởng xã hội những việc làm mang ý nghĩa thấm đẫm tinh thần từ bi trong dịch bệnh là một lời khẳng định về truyền thống càng trong khó khăn càng sáng nghĩa đồng bào và đại lễ phật đản năm nay sẽ tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa tích cực của mình thắp sáng niềm tin về một tương lai an lành cho thế giới qua đây nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm với thai nhân với nhân sinh với xã hội Dân và câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Chúc cho tất cả chúng ta hãy cùng bình tĩnh, tự tin cùng chính phủ vượt qua đại dịch. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.